Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục học tiếng Nga lớp 7. Trong phần bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem câu hỏi của chúng ta đó là Kto ở cách 1 và Kamu là ở cách 3. Chúng ta biết rằng mỗi một cách ở trong tiếng Nga nó sẽ có một cái ý nghĩa nào đó. Và khi cái danh từ hoặc là một cái từ loại ở cách 3, nó sẽ cho thêm một cái ý nghĩa nào đó với vào cái từ đó. Ví dụ chúng ta có từ Ivanu Petrovichu Sergei đó là à, ông cho ông Ivan Petrovich Sergeev. Vậy thì cái nghĩa cho của nó, đó là chính là cái ý nghĩa của cách ba. Ý nghĩa của cách ba là cho ai? cho ai cái gì tặng cho ai cái gì đưa cho ai cái gì rồi là khuyên bảo ai cái gì tức là cái người ở cách ba đó là cái người được hưởng một cái à, phần thưởng nào đó một cái quà tặng nào đó được nhận được cái hiện vật nào đó hoặc là một cái lời khuyên nào đó à thế như vậy đó là cái ý nghĩa chính của cách ba vậy thì khi chúng ta muốn cho ai một cái gì đó thì cái người được nhận đó sẽ phải ở cách ba à tương tự như vậy chúng ta nhìn thấy ở đây à, chúng ta có câu hỏi Ca mù tức là cho ai À, vậy thì à, ở đây chúng ta cùng nhau học cái cách biến đổi cái tên của người nga sang cách ba sang cách ba thì đối với danh từ à, đối với cái tên chỉ đàn ông thì nó đều thêm đuôi u nhưng mà tên chỉ phụ nữ thì tên và tên đệm theo cha thì là đuôi ye a chuyển thành ye nhưng mà họ thì lại chuyển thành đuôi ôi tức là nó tức là nó biến đổi như là một tính từ nhớ cái điều rất là kỳ lạ như vậy thế cho nên đại đa số khi mà các em biến đổi thì các em sẽ bị sai nếu như các em không chú ý đến cái điều này. Xin nhắc lại là tên họ của đàn ông thì sẽ có đuôi u, thế còn tên à, và tên đệm theo cha của phụ nữ thì là đuôi ye a chuyển thành ye thông thường. Nhưng họ của người ta, họ của phụ nữ thì sẽ chuyển thành có đuôi ôi như là một tính từ. Chúng ta cùng đọc nhé. Ivano Petrovich Sergeyevu, Barisu Ivanovichu Sakalovu, Galina Mikhailovna Sidorovay, Nina Semenovna -si Nikitinay. Để có thể là nói nhuẩn nhuyễn được các em cần phải nói rất nhiều lần những cái câu này. Bây giờ chúng ta mới có bốn từ thì chúng ta hãy chép ra giấy và sau đó chúng ta nói thật nhiều lần. Sau đó chúng ta sẽ lấy thêm những cái tên họ khác ở đây. Thế và chúng ta sẽ cùng nhau học cái cách biến đổi sang cách ba như thế nào. Đàn ông thì thêm u trong tất cả các từ và phụ nữ ở đây thì chúng ta tên tên của người ta và tên đệm theo cha thì thêm ye à, thay a bằng ye thế còn à, họ thì chúng ta để là đuôi ôi nhớ là như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần bài tập số 7 em có nhận xét gì về sự khác nhau giữa cách viết địa chỉ ở trên phong bì Việt Nam và phong bì ở Nga chúng ta đã biết cách viết phong bì ở Nga thì người ta sẽ trả lời cho câu hỏi cuda trước. Thế và ở đây cuda thì người ta sẽ viết tên nước trước. Ví dụ như là chúng ta muốn gửi một bức thư sang nga thì chúng ta sẽ viết đầu tiên là chúng ta sẽ viết russia. Ở đây chúng ta sẽ ví dụ thôi nhé. Chúng ta sẽ viết là russia. Đây là đi nga và thủ đô gorod moscow à, thủ đô Moscow. Thế và sau đó thì chúng ta sẽ viết tên đường phố. Đường phố của chúng ta là Ulitsa, ví dụ như là Pushkin. Phố Pushkin. Ngôi nhà số bao nhiêu? À, nhà số 7, ví dụ vậy. Và cờ vật, tức là căn hộ số 12, ví dụ vậy. À, thì đây là cái cách viết địa chỉ à, khi mà chúng ta muốn gửi một bức thư đi Nga Tên đất nước, tên quốc gia, tên thành phố, sau đó là tên đường phố, rồi tên nhà, rồi là à, số nhà, và sau đó thì số căn hộ. Sau đó thì người ta mới viết tên của người nhận. Tên người nhận thì người ta sẽ viết tên trước. Ví dụ như là vừa rồi chúng ta có tên à, mà chúng ta vừa học đấy. Đó là Nhi à, nhẹ xem miều nấp nhé, như kỳ chỉ này hoặc là Galimne Mikhailovich Siderovy vậy thì chúng ta sẽ biết như thế nào chúng ta sẽ, chúng ta sẽ biết Siderovy là họ trước Kamu Kamu là gửi cho ai gửi cho ai chúng ta sẽ biết cái họ của người ta trước Siderovy 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 và sau đó thì đến tên và tên đệm theo cha đó là Galinya Mikhailovna. Mikhailovna. Vậy thì đây là cái điều khác biệt khi mà chúng ta viết à, phong bì để gửi thư ở Nga và phong bì ở Việt Nam. Phong bì ở Việt Nam thì ai nhận là sẽ được viết đầu tiên. Sau đó thì đến à số nhà căn hộ số bao nhiêu nhà số bao nhiêu đường phố nào rồi thành phố nào sau đó thì mới đến à, đất nước ví dụ như là chúng ta biết đất nước thì đất nước nào đó thì chúng ta sẽ biết ở cuối cùng như Việt Nam thì chúng ta không biết đất nước và thêm nữa là bây giờ cũng không có ai viết thư nữa à, tuy vậy đây là chúng ta học theo bài thôi để chúng ta gọi là mở mang kiến thức để chúng ta biết là đối với người Nga thì người ta sẽ viết tên à, trên phong bì như thế nào bây giờ chúng ta đã cùng nhau trả lời xong bài tập rồi à chúng ta đã cùng nhau trả lời xong bài tập là sự khác nhau giữa cách viết địa chỉ trên phong bì ở Việt Nam và ở Nga. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết: NAPISHI на конверте адрес, если ты знаешь. Иван Петрович Сергеев живет в Москве на улице Пушкина в доме номер 6, квартира 20." À thì cái này chúng ta thực chất cũng không có gì khó cả vừa rồi chúng ta đã biết rồi. Cho nên là phần này các em có thể xem theo mẫu và các em sẽ tự viết vào nhé. Mikhailovna Sidreva, à là, Galina Mikhailovna Сидорова, Galina Mikhailovna Галина Михайловна Сидорова живет в Туле на улице Поленова в доме номер 5 в квартире номер 18. Thì chúng ta áp dụng đúng như vậy, chỉ có điều là cái tên họ của người nhận chúng ta viết sang cách ba, đàn ông thì viết hoàn toàn bằng u. À đàn tận cùng bằng u. À thế là đàn bà thì chúng ta sẽ viết là a thành Y Galina thành Galin nhé Mikhailovna thì Mikhailov nhé Nhưng mà riêng có họ Sidorova Thì chuyển thành là Sidorov à, Đó là cái phần mà chúng ta cần nắm được à, Bây giờ Chúng ta đã cùng nhau học xong phần này rồi à, Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Chuyển sang phần bài mới của chúng ta ở đây à, Bài mới của chúng ta Đó là một cái bài đọc khá dài Cho nên là có lẽ là phần bài đọc này Chúng ta sẽ để lại để cho bài hôm sau chúng ta sẽ học Vậy thì à, Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng bài ở đây rất cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Спасибо, до Các em đang xem video trên kênh Tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 12 do Thầy Hoàng thử nghiệm giảng dạy hàng ngày. Các em hãy bấm đăng ký kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và viết comment bên dưới mỗi video để động viên tác giả của các video. Chúc các em học thật tốt bộ môn Tiếng Nga và hẹn gặp lại các em trong các video tới.